nãy nó đang đặc sản ở đây đó. Khoan, nếu người ta ăn như vậy thì quá đơn giản đi. Đúng rồi, mọi người làm câu thơ mới vô ăn được. Ủa, Tương Kiều không làm khó anh làm khó vậy hả? Đúng anh rồi. Sao không có anh nhìn dưới giữ cho anh vậy? Còn nè, mây lam chiều lưng chừng đỉnh núi đó, khói sương mờ phủ bóng quê hương đó. Thử một muỗng liền, thử một muỗng liền. Rồi tới đây, đồng lúa xanh đàn cò bay thẳng cánh, mái nhà tranh lác đác dưới chân đồi. Rồi đó, hay vậy trời. Buổi cơm chiều mẹ chờ em mong ngóng. Wow, đàng hoàng, những câu thơ đàng hoàng vậy. Ừ, thơ đàng hoàng. Mẹ chờ hoài không thấy bóng em đâu, tìm tôi bóng em đâu. Tan hai quá hả? Đằng xa có bác Văn Câu, bên kia dòng suối con trâu đi cài. Đúng rồi, hay quá vậy trời. Ở đây có một danh hài, bên kia thì có một rừng quay phim. Bên kia có một con chim. Trời ơi, nhanh nhẹn lên tụi em ơi. Chim đỏ đỏ kế bên màu vàng. Ô kìa con cua bò càng. Ở đây thì có anh chàng Dương Lâm. Xa xăm trời đất sắp, xa xăm trời sắp tối tăm. Nhìn anh Lâm Cẩm thấy thương quá chừng. Gặp nhau ở giữa núi rừng. Hay quá, đúng rồi, đúng rồi. Trong bụng bỗng thấy mừng mừng, vui vui, vui vui. Thôi được rồi, thôi được rồi, chưa được nói thôi được. Yeah, Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố vườn. Đèn ông sao với đèn mà bươm bướm, đèn Tiên Nga với đèn mà chắn 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 chắn. Chúng ta đón anh trăng rằm rằm rằm, tồn diên diên các tồn diên diên, tồn diên diên các tồn diên diên. Em đốt đèn đi khắp cái nhà. Gì hả? Ơi, lấy nhìn kỳ thị cái đúng tiêu kỳ thị. Là bây giờ chúng ta di chuyển bên kia tới gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm chương trình. Rồi thì sợ các bé không thức nổi. Tại với đây, ở đây là đâu phải như để các bé ngủ rất là sớm. Nào cùng chơi đó, ekip bên kia hãy tặng mỗi em một ly cà phê sữa đi cho em chơi thôi đi. Ok em tỉnh táo. Trong đêm hội này thì các thành viên sẽ cùng chung tay để thực hiện. Sẽ có rất nhiều hoạt động như là diễn kịch này, múa lân, ca hát hay tặng quà. Các bạn sẽ phân chia công việc cho phù hợp. Sở trường luôn, ai trời ơi cái này. Ở đây có 2 danh hài rồi. Anh Giang chớp mắt cái ra kịch bản, chặt cái ra diễn. Anh Giang chơi đóng vai chị Hằng. Nói chung là chúng ta sẽ tới đó, chúng ta làm một cái đêm cho các bé cho thật là ý nghĩa. Bởi vì các bé ở trên này cũng gọi là không phải lúc nào cũng có. Dạ. Cũng phải nói là lần đầu tiên anh em mình thực hiện. Với các bé thì mình sẽ làm một kịch bản đơn giản nhẹ nhàng. Dạ. Để các bé hiểu vấn đề nằm ở đâu. Đúng. Chứ không có kịch tính drama hành động gì cả. Đúng. Ví dụ như là bố mẹ có đứa con nhưng mà bận bịu việc quá. Em nghĩ là giải cứu anh Trăng là cái ngày Trung Thu đó là chị Hằng buồn rầu, là họ cái chú Cụi hỏi sao buồn mà đó là cái ánh trăng bị mất rồi, trẻ em Trần Giang không còn Tết Trung Thu nữa. Anh Cụi yêu quái lấy, yêu quái giải dạng chị Hằng lấy. Đúng rồi, là ai, là ai, là Ngân, Thúy Ngân. Ủa gì vậy? Thôi em rất là con Thỏ Ngọc đi. Em là cái gì? Em là yêu quái giải dạng chị Hằng. Yêu quái quá trời quá đất rồi. Xong rồi, đúng rồi, xong rồi cái gặp yêu quái, xong rồi trưởng quýnh lộn đầu, quýnh làm không lợi, rồi nhờ các em bé ở dân bản, các em. Và câu chuyện đơn giản nhưng mà nó hơi phi lý thiệt, nhưng mà em nghĩ là mấy bé sẽ thích với cái câu chuyện không ra gì đó. Kịch anh Giang là bị kịch ý nghĩa quá, anh sâu sắc quá, anh phải suy nghĩ quá, anh đang diễn cho mẹ mấy bé coi rồi. Sau khi mà ví dụ cái kịch xong là về thì mời một cái nhóm siết, thì là Lâm sẽ là trưởng nhóm siết. Thôi em không múa lửa nữa đâu anh ơi. Khùng quá, lúc múa lửa sợ. Chứ sao? Siết cái gì đó, siết bông hoa rồi thôi. Siết ra lồng đèn, siết ra bánh Trung Thu. Nhưng mà quan trọng nhất, 2 cái người mà siết ra và các bé thích đó là Chúa cùi chị ha. Ở đây ai là được đón trung thu gọi là đúng chất nhất, có nghĩa là sẽ được gặp ông Địa, sẽ được gặp chị Hằng, chú Cùi được đi chơi. Hồi xưa anh ở ngoài miền Trung, lúc anh chưa vào đây nè là anh đi Phú Lân á, anh cũng Phú Lân Tết cũng có vậy không, trung thu cũng có luôn. Trung thu là đi Phú Lân ông Địa rồi con khỉ nha. Trung thu ở ngoài miền Trung là phải có con khỉ nhảy này đó hay đó. Xưa em ở trong xóm em cũng hay được ba mẹ gọi lân vô nhà coi lắm, xong rồi mấy trời bạn ơi, trong xóm ngày xưa mà gọi lân vô là có tiền lắm ha, có nhiều tiền lân mới vô em, có tiền cho bánh á. Đúng rồi, nhiều tiền cũng không phải nhiều lắm, cũng không phải là nhiều, tại vì cũng trong xóm như chú thôi. À xóm con thì cái bên xóm chú, đúng rồi. Xong rồi là cái bạn ở ngoài là bu ở nhà, ở trước cổng nhà, xong nhìn vô cái hồi nhỏ cũng ngầu lắm. Đúng rồi, tại vì không phải ai cũng, tức là con lân trước khi vô nhà là phải xin, chứ không phải là nhà nào cũng cho vô. Mà xin được rồi cho vô rồi nghĩa là sẽ cho bánh, cho kẹo và cho cái đồng tiền cao á. Mà con lân nào nhiều cái nhà mà người ta để càng cao là bà mù giác con lân làm sao phải leo lên cao để lấy được. Cho nên mà vô được cái nhà nào mà có con lân vô là mấy đứa con là tự hào lắm. Ừ, bà ta đó. Bọn em là cứ đến miền Trung là kiểu như ở trường bọn em sẽ tổ chức đêm trung thu, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều tổ chức đêm trung thu. Thế xong rồi là các lớp sẽ thi nhau làm những chú chó bằng quả bưởi, là lộn cái múi bưởi ra xong rồi tạo hình thành hình chú chó, xong thi xem chó của lớp nào đẹp nhất. Thế xong rồi cùng nhau phá cỗ thôi, chứ bọn em cũng không được múa lân. Em là hay tao tùy vùng miền đó. Thế thì sao? Em Hà Nội đúng không? Nhưng mà em miền Bắc ngày xưa thì em hoạt động ở trong nhà văn hóa quận, nên là cứ trung thu là em sẽ đi chạy show. Cá xe, có cá xe không? Có cá xe. Mấy chục? 100.000. 100 luôn. Ở Sài Gòn chơi gì? Còn em là đúng nghĩa là Tết Trung Thu rất nghiền đi chơi luôn á. Là hồi xưa trong xóm em là nó nguyên cái đường thẳng như này, là tụi em trong nhà là đem đèn Trung Thu ra xong rồi đi hết nguyên vòng đi vô nhà. Ăn bánh Trung Thu, ngồi chơi với nhau, chơi game. Ở Thành phố Hồ Chí Minh sao ấy, khu giàu, khu nhà giàu cái gì đó. Ý là tụi em thôi cũng vui, không thấy gì cũng vui. Nghe cái lạy nè, cái lạy dễ lắm. Mà cái lạy Trung Thu ăn sao nè cái lạy ơi. Tính ra đây là lần đầu tiên mấy bé rước đèn có thể là quy hoàng nhất, lớn nhất thì đối với em cũng vậy luôn á. Nhỏ lớn như em không có được rước đèn Trung Thu. Bình thường á, ở nhà em có 2 lớp cửa. Em thích nhất Trung Thu vì Trung Thu là cái ngày lễ nhiều đèn. Em thích cái gì long lanh nhiều đèn lắm. Thì trẻ con khắp sớm đi chơi ở ngoài cửa vậy nè, còn em là phải ở trong lớp cửa em nhìn ra. Trời ơi, bị gì ai bị cái gì ai nhốt em lại tài phiệt. Gia đình tranh ăn quế phiệt giàu quá. Nhà em là chỉ có em với ba thôi, nên thường tới Trung Thu là ba mua cho em cái lồng đèn, em ở trong nhà em chơi mình, em đốt đèn mình. Vậy là sớm không ai ưa. Đúng rồi. Cha không cho em đi ra ngoài, không cho chơi với ai hết đó. Còn nhà Cần Thơ nãy giờ mọi người kể cái này mà không biết là ở trên chỗ mọi người có không nha. Ở Cần Thơ á, là ở dưới quê tụi em là toàn là chơi đồ tự chế, mà có cái hai cái lon đúng rồi, lại xong để cái cây đúng rồi chế, đẩy cái cây nó xoay mình bỏ vô cái dàn cày ở trong nó xoay mà nó không tắt nha. Tới cái dịp đó là mấy đứa nít trong hẻm là thi nhau làm, có nghĩa là mỗi một dịp là thi nhau nhà làm, rồi sau là đẩy nguyên đám, đẩy xong vừa đẩy vừa la hét vừa chạy nhảy lum chạy rất là vui.